Tôi cho hội thánh tôi cũng xin có lời chào mừng đến các thầy tớ Chúa và các thầy anh chị em gần xa đang học cùng với chúng tôi cách giáo trình bài học tối hôm nay của chúng ta là bài số 10 hội thánh của Đức Chúa Trời. Như các bạn biết là đây là một cái bài học mà nó có thể nói là khô lắm ấy, chứ không phải là khô thường ấy. Đã giáo lý căn bản là thường người ta đã là sợ rồi, gọi là nó rất là khô khan. Bài này đúng là cái bài mà không phải dễ gì. Cái vấn đề là nó có quá nhiều thông tin, nhưng mà dường như nó chỉ là toàn là lý tri thức thôi, chứ nó dường như nó không có đem lại những cái sự mà gọi là từ mới trong đời sống hay là thiết lệ an ủi. Do đó nhiều khi rất là nhiều người là ngại dạy giáo lý căn bản, và thậm chí nhiều khi chúng ta học giáo lý căn bản chúng ta cũng thấy nó có vẻ như nó khô khan. Nhưng mà tạ ơn Chúa là tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều về điều này, và mỗi một bài học của chúng ta giới hạn từ một tiếng đồng hồ trở lại, cho nên sẽ phải học những gì, không phải là tất tần tật những gì liên quan tới cái đề tài và thấy thì chúng ta sẽ học, nhưng tính chúng ta sẽ học những gì mà nó có thể đem lại, nó có thể ích lợi cho chúng ta trong một cái giai đoạn mà chúng ta đang đi với Chúa. Amen. Amen. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc Matthew đoạn 16 câu số 18. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau. Chúng ta khởi sự. Còn ta hỏi con là Phêrô, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên vầng đá này và ông phủ sẽ không thắng nổi cột đó. Đây là cái lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh cái từ hội thánh được sử dụng. Chính Chúa Giêsu nói là Chúa sẽ lập hội thánh của Chúa và các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Đó là lý do mà trải qua biết bao nhiêu thời đại, có những cái thời kỳ hội thánh bị bách hại một cách kinh hoàng. Những người tin thờ Chúa đó là bị giết, bị tù đày, nhưng mà hội thánh Chúa không bao giờ bị tiêu diệt. Ở bất cứ quốc gia nào dù có tàn khốc với hội thánh Chúa chừng nào đi nữa, hội thánh Chúa chẳng những không bị tiêu diệt mà có khi còn bị phát triển, còn hơi bị nhanh đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt có một vài cái câu hỏi để chúng ta có thể học biết với nhau đề tài hội thánh. Mở cái đèn trong chờ nó xem. Ok, hội thánh là gì? Thì nếu mà mình chỉ nói một cái cách chiếc tự đó thì có nghĩa là hội thánh là hội của những người thánh, đúng không? Mới nghe thì cũng đúng đấy. Tại sao? Bởi vì Kinh Thánh gọi tôi và anh chị em những người tin Chúa Giêsu là những thánh đồ, tức là những vị thánh. Có người sẽ thắc mắc là thánh đồ mà sao lại tôi nhìn thấy trong hội thánh thì có nhiều khi người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm đi. Không, thánh đồ mà sao lại còn có rất là nhiều người thế này thế kia. Có khi nào các bạn suy nghĩ điều đó không? Có khi nào các bạn vào trong, thí dụ như đặt cái trường hợp là mình đi vào trong một cái xưởng, một cái công ty, mình ra cái chỗ mà đang trong này công ty Nissan nó sản xuất ô tô đấy. Nếu mà họ cho mình vào mình thăm các dây chuyền sản xuất thì mình sẽ thấy gì? Mình sẽ muốn thấy sao cái xe này nó còn thiếu cái bánh nhỉ? Xe kia, ô sao xe mà sao nó lại không có đèn, thế là trên kia thế đấy. Thế thì cái người mà hướng dẫn mình họ nói là khi mà mình thắc mắc người thì nói là sao không đèn này, người thì thắc mắc là sao không bánh này, người thì thắc mắc là sao không có cái gạt nước này, không thì họ sẽ nói mình một câu: xe này nó chưa có hoàn chỉnh, nó chưa hoàn chỉnh nên nó còn thiếu này thiếu kia. Còn khi nào mà mình đã thấy cái xe nó hoàn chỉnh là mình biết cái xe đó là chuẩn bị xuất xưởng ấy. Cho nên nhiều khi các bạn thắc mắc là tại sao trong gọi là hội thánh mà sơn thấy trong hội thánh còn đủ thành phần. Đơn giản thôi là bởi vì hàng chưa xuất xưởng. Thế nhiều khi mình nhìn chính mình cũng thấy là như thế, đúng không? Mình thấy nhiều khi mình nhìn chính mình cũng thấy sao còn thiếu kém điều này điều kia. Đơn giản chúng ta là hàng chưa xuất xưởng nhưng mình đã được order sẵn rồi. Amen. Rồi, như vậy thì có hai cái từ ở trong Nguyên Thánh về vấn đề từ nguyên đó, từ nghĩa đen ấy, nó bắt đầu từ đó và gọi tên là hội thánh. Từ thứ nhất gọi là Ecclesia.
Ecclesia. Ecclesia thì trong tiếng Hy Lạp bình thường của người ta là nó có một vài cái nghĩa, nhưng mà nói chung về sau này khi sứ đồ Phaolô dùng nhiều trong các cái thư tín của ông ấy, thì Ecclesia nó chỉ về một cái nhóm tín hữu sống và nhóm họp tại một cái địa phương nào đó cụ thể. Đây là lý do mà sau này thí dụ như mình gọi là ở thánh Kuala Lumpur, ở thánh Klang, ở thánh Malacca, ở thánh Hà Nội, ở thánh Sài Gòn, vân vân. Sau này thậm chí có một vài cái hội thánh mà thí dụ như ở Sài Gòn chẳng hạn, họ lại gọi là hội thánh Nguyễn Tri Phương, hội thánh Bình Trị Đông, hội thánh Lê Văn Quế chẳng hạn như thế. Thì các bạn nghe cái tên mà mình nói của hội thánh là hội thánh Chúa Giêsu, chứ sao có cái hội thánh ông Nguyễn Tri Phương nào trong đó, đúng không? Nhưng họ gọi theo cái tên đường. Nhưng mà nếu mà ai đó cắt cớ thì nhiều khi thấy nó cũng cái gì đó nó cũng khó nghe, đúng không? Sao lại không gọi là hội thánh? Thì cho nên tốt hơn đấy là mình gọi cái hội thánh theo cái địa phương hơn là cái hội thánh trên cái đường nào đó. Cái từ thứ hai mà chính từ cái từ này đây này, nó sẽ ra cái từ mà trong tiếng Anh chúng ta hay gọi là church, đó là Kuriakos. Kuriakos thì cái nghĩa đen của nó là thuộc về Chúa. Trong tiếng Anh đấy, cái con trong tiếng Anh thì cái từ hội thánh gọi là church, thì cái từ church nó có hai cái nghĩa, một là cái nhà thờ tức là cái building ấy, hai là hội thánh. Nhưng trong tiếng Việt mình thì cảm ơn Chúa là nó không có nhập nhằng như thế. Hội thánh là hội thánh mà nhà thờ là nhà thờ, nó hai cái khác nhau. Như vậy thì cái mà mình cần phải quan hiểu biết này, cái bạn cần phải phân biệt là hội thánh. Thế thì hội thánh nó có phải là một điểm nhóm không? Hội thánh này không phải là cái nhà thờ, là cái nhà thờ là cái nhà thờ, mà cái hội thánh là cái hội thánh, đúng không? Nhưng mà thế thì hội thánh nó có phải là một điểm nhóm không? Hả? Nào, các bạn lưu ý nhé. Mục sư nói lại nè, hội thánh thì không phải là cái nhà thờ. Cái nhà thờ là một cái cơ sở vật chất thôi, còn cái hội thánh là hội thánh. Thế thì hội thánh nó có phải là điểm nhóm không? Phải. Nhớ như hội thánh có phải là một điểm nhóm không? No. Thì một điểm nhóm với là cái nhà thờ thì khác gì nhau? Hội thánh nó không phải là một cái địa điểm. Hội thánh nó không phải là một cái cơ sở vật chất. Hội thánh nó là những con người. Các bạn lưu ý điều này. Nhiều khi đó mình có một điểm nhóm, cái mình nói gì? Ồ, có hội thánh. Chưa hẳn. Con người ấy mới là cái chính chứ không phải là cái địa điểm hay là cái cơ sở vật chất. Thế thì hội thánh có phải là một buổi nhóm không? Không. Không, chính xác rồi. Hội thánh không phải là một buổi nhóm. Hội thánh cũng không phải là một buổi học kinh thánh. Đúng không ạ? Yes. Nhớ cái việc cần phân biệt nào. Hội thánh không phải là một cái nhà thờ. Hội thánh không phải là một cái điểm nhóm. Một cái điểm nhóm ở đây có cái nghĩa là một cái vị trí để nhóm lại đó, cái nơi để nhóm lại. Thì ở Việt Nam đó rất là ít nhà thờ, nhưng mà có rất là nhiều điểm nhóm, bởi vì cái chính sách tôn giáo của chính phủ, cho nên là cái nhà, tức là có, để mà có xây dựng một cái nhà thờ cho ra nhà thờ thì dường như không có điều kiện, đặc biệt là phía ngoài Bắc thì đất đai là thuộc về nhà nước ấy đó, quốc hữu hóa ấy đó, không có tư nhân ấy, thì rất là khó để xây nhà thờ, cho nên các cái hội thánh là thường nhóm ở trong nhà riêng. Thì mình thường hay gọi những cái nơi đó là điểm nhóm, thì nó cái đó là cái điểm nhóm là khác. Rồi hội thánh không phải là một cái buổi nhóm thờ phượng, hội thánh cũng không phải là một cái buổi học kinh thánh, dù là online hay là học trực tiếp. Cho nên có nhiều người nói gì bây giờ ông mục sư ổng live stream riết đấy, thế thì mình không cần lên cũng được, nhưng mà khá nhớ được hội thánh là hội thánh, mà buổi nhóm là buổi nhóm, mà buổi học kinh thánh là buổi học kinh thánh. Ok, xin chúng ta lưu ý được ạ. Ở đây cái bệnh sẽ có một cái câu hỏi tiếp theo. Như vậy thì cái hội thánh nào là hội thánh thật? Bởi vì bây giờ mình nghe rất là nhiều này, hội thánh công giáo này, đúng không? Rồi hội thánh chính thống giáo này, rồi hội thánh tin lành, mà có hội thánh tin lành thì đủ các cái hình thức thế này. Hội thánh tin lành thì có tin lành truyền thống này, đó là hội thánh tin lành Việt Nam miền Nam này, hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc này. Rồi hội thánh giám lý này, hội thánh ngũ tuần này, hội thánh thông kính thưa các cái loại. Thế thì nhiều khi mình nói là ôi thế thì cái hội thánh nào là cái hội thánh thật? Những anh chị em bên công giáo đó thì họ cho rằng là
Hội thánh Công giáo mới là number one. Tại sao? Bởi vì Hội thánh Công giáo là gọi là có cái tính tông truyền, tức là từ truyền từ cái thời cái sứ đồ cho đến bây giờ. Vâng, thoạt nghe thì nó có lý. Nếu như mà họ xem xét Hội thánh ở cái khía cạnh là tổ chức, tức là cái tổ chức ấy, thì rõ ràng là cái tổ chức là từ đầu tiên trên sách Công vụ xuống lần thì tới đó rồi. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý là Hội thánh không phải là một cái cơ sở vật chất, nhưng mà cũng không phải là một cái cơ cấu tổ chức. Hội thánh là những con người. Một người đọc cho thầy cái câu định nghĩa đầu tiên ấy, của ông Harrison trong cái nhà bài. Hội thánh là cộng đồng ấy. Hội thánh là cộng đồng những người qua sự chết của Đấng Christ đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi ơn cứu rỗi và đã nhận được sự sống mới. Yes. Đây là cái định nghĩa gọi là đầy đủ về phương diện thần học, nhưng mà nôm na hơn. Huy đọc cho thầy cái định nghĩa bên dưới. Hội thánh là tập thể của những người thờ phượng Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu và được liên kết với nhau trong Đức Thánh Linh khắp nơi trên thế giới. Vâng. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Hội thánh á, nếu mà định nghĩa về hội thánh dù là một định nghĩa đơn sơ nhất hay là định nghĩa mang cái tính thần học đầy đủ nhất, thì hội thánh là luôn là những con người. Nhớ các bạn, hội thánh là những con người chứ không phải là cơ sở vật chất, mà cũng không phải là cái cơ cấu tổ chức. Hội thánh là những con người. Đây là những cái con người đã tin nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa, đúng không? Đã được họ làm hòa lại với Đức Chúa Cha và đã được hiệp thông hay là liên hệ với nhau với tất cả những người có cùng niềm tin trên khắp thế giới. Hay nói một cách nôm na nữa đấy, hội thánh là những người đã tin nhận Chúa Giêsu cùng nhóm hiệp với nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời và để thực hiện những cái chức năng của hội thánh. Mà các bạn lưu ý rồi này, đã nói là hội thánh ấy thì luôn luôn là chú trọng về con người. Có con người mới có hội thánh, không phải là cơ cấu tổ chức nha. Con người, ví dụ như giáo hội Công giáo đó, họ đến một cái nơi nào đó, họ xây một cái nhà thờ, không cần biết, có tới nữa. Rồi dần dần người ta tới cái nhóm dần, cũng dần thành đó thành một cái giáo xứ. Nhưng mà đó không phải là thành lập hội thánh thành kiểu đó. Lý do lát nữa thì chúng ta học biết là chúng ta sẽ thấy một cái giáo hội, mà xin lỗi, một cái nơi nhóm lại, một cái nhà thờ để nhóm người ta lại chưa hẳn nó là hội thánh. Thì hội thánh ấy, thì bao giờ nó khi nói đến hội thánh là những người tin Chúa đó, cái con lưu ý này. Thế nhưng mà nó có hai cái thành phần trong đó. Cái thành phần thứ nhất ấy, là cái thành phần khách vãng lai thôi, cho mình gọi họ hội chúng, tức là những người mà họ đến, họ vui thì họ đi, nhóm mà họ không vui thôi. Cái thành phần thứ hai là cái thành phần cam kết đó, tức là họ cam kết, họ gắn bó với cái tập thể đó, và chính những con người đó, đó họ mới trở nên là môn đồ. À, hội thánh bao giờ nó có hai thành phần, nó dù gọi tên bằng cái thứ gì đi nữa thì luôn luôn là có hai thành phần. Cái thành phần đầu á là gọi là vui đi, không vui ở nhà, thích thì đến luôn thích thì thôi, không có cái gì gắn bó đó. Còn cái thành phần thứ hai là cái thành phần mà dù họ nói ra họ không nói ra, nhưng mà họ kết ước với nhau, là cam kết với nhau trong cái tập thể đó. Thì những người đó họ cam kết với nhau và hẳn như là họ đã cam kết với Chúa, họ sống theo lời Chúa, và chính những con người đó mới là những cái thành viên chính thức của hội thánh. Dù có được có ghi ra là thành viên chính thức hay không ghi ra thành viên chính thức, nhưng mà đó mới chính là những con người mà sẽ phát triển. Và trong cái hội thánh thì có chúng ta tập trung vào những con người, cho nên các bạn lưu ý điều này. Trong hội thánh nó có nhiều thành phần, mỗi một cái hội thánh là một cái đặc thù. Ví dụ như hội thánh của ta bên này là toàn là các bạn trẻ không, anh nào cao nhất là 30, còn lại là lui xuống, tức là thanh niên không. Nhưng mà ở nhà thì lại hội thánh là khác rất là nhiều. Những cái vùng quê ở các cái tỉnh thành thì hội thánh thường là các ông bậc cụ, phụ nữ với trẻ em. Tại sao? Trẻ vào thành phố là hầm hết rồi. Ngày có nhiều hội thánh là mục sư về thăm thì toàn là phụ nữ không, mấy bà quá không. Thì đó, thoạt nhìn thì mình thấy dường như là có cái gì đó nó không đúng.
Nhưng mà không phải, mục sư đặt cho cái đó cái tên gọi là đây là cái nét đẹp hay là cái nét đặc biệt của nàng dâu Đấng Christ. Mỗi một khẩu thánh nó có một cái đặc thù riêng như thế. Mà nếu như người trang bày hay là người lãnh đạo hội thánh mà họ không biết được cái chuyện này thì họ sẽ gặp khó khăn kia lắm. Khó khăn thì sao? Bởi vì lúc nào họ bắt chước, tức là ví dụ như là toàn là phụ nữ không thì cái bài giảng đó cũng phải khác, đúng không? Hướng dẫn ngợi khen thờ phượng cũng khác. Ví dụ như các bạn là trẻ ở đây, ngợi khen thờ phượng các bạn phải khác. Nhưng mà các ông bà cụ già ở nhà thì không thể thờ phượng giống như kiểu các bạn ở đây được. Amen. À, nếu mà cái hội thánh địa phương nào đó mà toàn ông bà cụ không, một cái người một sư lãnh đạo đó họ qua đây họ thăm với mình họ thấy mình thờ phượng kiểu đi rồi họ về mà họ làm như thế thì các cụ nghĩ hết. Các cụ không có bỏ Chúa đâu nhưng mà không có thờ phượng như thế được, đúng không ạ? Nhiều hội thánh là đi lên thành phố hay vào những cái nơi khác thấy hội thánh người ta như thế là về copy lại nguyên mà quên mất rằng là cái đặc thù, tức là cái đặc điểm của cái hội thánh mình nó không như thế. Sau này khi các bạn về phát triển hội thánh các bạn cần phải nhớ được từ đó cái miệng Chúa cho những cái người mà bước vào trong hội thánh thì mình xem nó cái thành phần nào là đông nhất, cái thành phần nào là đông nhất thì chính cái thành phần đó mới là cái đặc điểm của các miệng. Có nhiều hội thánh không có thanh niên mà cứ lập phải lập ba thanh niên. Có nhiều hội thánh không có phụ nữ hoặc là có một hai người phải cố phải lập cho được cái ban phụ nữ để làm gì? Thì có mình thấy giống như người ta. No, không chưa phải cần thiết giống như vậy. Xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta thấy được từng cái nét đặc trưng của từng hội thánh và chúng ta phát triển nó sẽ tốt hơn. Như vậy thì các bạn lưu ý hội thánh nó cái nôm na là gì? Hội thánh là những con người hay là tập thể hay là một cái hội chúng, một cái cộng đồng những người tin Chúa Giêsu cùng nhóm hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa. Và như các bạn biết vì có là cái hội thánh như thế thì có người tin thật mà có người tin không có thật, đúng không? Cho nên nó có cái khái niệm là hội thánh hữu hình và hội thánh vô hình. Hội thánh hữu hình là cái hội thánh mà mình thấy đây thì trong đó nó có lẫn lộn, có thật có giả cả. Còn cái hội thánh vô hình ấy, cái hội thánh đó là chỉ có người nào thật mới có, có mà những người nào tin Chúa thật nó mất công. Sau này thì mỗi một người chúng ta khi về với Chúa thì mình mới biết được ai là thật ai không thật. Nhưng mà có một cái điều mà mình biết là hội thánh thì luôn tập trung vào những con người chứ không phải tập trung vào cái cơ sở vật chất hay là tập trung vào cái cơ cấu tổ chức. Rồi mình đi tiếp cái chức năng của hội thánh. Mình đọc trình bày từ câu 42 đến câu 47. Các nhân hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em lễ bài bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và giáo lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cái mình có và phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Vâng. Cái phần công vụ trong phần kinh thánh trong công vụ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47 này phát thảo cho chúng ta một vài cái nét sơ khởi về cái sinh hoạt của hội thánh đầu tiên. Đầu tiên hội thánh là sinh hoạt như thế đó. Nói tới hội thánh là nói tới gì? Diễn lời dạy của các sứ đồ hay nói cái khác là họ có giảng dạy trong đó. Rồi gì nữa? Giữ cái mối thông công, cái lễ bái bánh tức là dự tiệc thánh á. Rồi họ cầu nguyện với nhau. Tiếp theo, họ ca ngợi Đức Chúa Trời và mỗi ngày là Chúa thêm người được cứu vào trong hội thánh. Nói một cái khác là đây là những cái sinh hoạt đặc trưng của tất cả các hội thánh. Ngày hôm nay chỉ có một cái việc mà chúng ta không có thấy, đó là cái chuyện là bán hết tài sản rồi phân phát cho các sứ đồ. Kinh thánh không nói là cái việc họ làm đúng hay sai, Kinh thánh chỉ kể là như thế thôi. Nhưng về sau thì chúng ta biết là nó không có đúng. Nhưng mà cái lúc đó thì không ai biết là đúng hay sao. Nhìn thấy không nói. Bây giờ chúng ta để ý rồi nè. Như vậy thì
hội thánh á, nó có ba cái chức năng. Dầu rằng là mỗi một cái người mà biết về hội thánh á, thì người ta có thể nhận định có những cái khác nhau. Có người thì nói là có năm cái chức năng hay là năm cột trụ, có người thì nói là ba cái chức năng. Nhưng mà ở đây mình sẽ chọn là ba cái chức năng. Thứ nhất đó là cái chức năng thờ phượng Chúa. Hội thánh được tồn tại đó là để thờ phượng Chúa. Đây là cái công việc mà chúng ta dùng cái từ, nếu mà dùng cái từ định hình là ở đây là hướng thượng, tức là hướng lên trên. Thì trong cái thờ phượng Chúa đó, nó gồm có thờ phượng và cầu nguyện. Trong cái việc thờ phượng Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy có hai cái hoạt động rất là rõ ràng. Một là tức là các buổi nhóm đó, và thứ hai là cầu nguyện. Không có cái hội thánh nào mà không có cái buổi lễ thờ phượng hết đó. Đó là tất yếu. Và nó có cầu nguyện. Nhưng mà cả thờ phượng lẫn cầu nguyện này thì bao giờ cũng là các cái tín hữu hiệp lại chung với nhau. Cái chức năng thứ hai đó là gây dựng lẫn nhau. Ở đây chúng ta có thể dùng cái từ gọi là hướng nội đó, tức là người ta hướng vào nhau. Lúc nãy là mình hướng lên Chúa, bây giờ là mình hướng về lẫn nhau, là những cái thành viên trong hội thánh. Thì cái phần mà gây dựng lẫn nhau hay là hướng nội này ấy, là nó gồm có học lời Chúa nè, và nó gồm có cái sự thông công. Ngày hôm nay mà khi nói tới từ thông công thì trong hội thánh ở đây chúng ta không có, nhưng mà ở nhà người ta dễ hiểu nhầm thành một cái từ gọi là ăn. Tức là thường thường sau buổi nhóm thì người ta có buổi ăn thân mật, thì người ta nói là sau giờ nhóm mình sẽ có giờ thông công. Thì ngay lập tức là người ta ý trí trong đầu là gì? Ăn. Nhưng mà ăn, hẳn nhiên cái việc ăn đó nó cũng là tạo cho cái việc phát triển mối thông công. Nhưng mà thông công là thông công chứ không phải ăn. Thông công thì nó gồm có gì? Thăm viếng này, chăm sóc này, giúp đỡ lẫn nhau này. Thì thực ra đó, đây là cái hoạt động mà nó sẽ gắn kết những cái thành viên trong hội thánh trong nhau. Nó sẽ khích lệ, nó sẽ nâng đỡ đến từng trong thành. Khi mà cái hội thánh nó quá lớn á, thì thường thường cái vấn đề gây dựng lẫn nhau thì yếu. Khi cái hội thánh mà nó khoảng chừng vài chục người á, thì chúng ta biết nhau hết và mình hiểu nhau, mình nâng đỡ khích lệ nhau. Nhưng mà hội thánh nó lên 100 người, nó lên 1.000 người, mà nếu hội thánh không có một cái hệ thống mà để gây dựng ấy, thì người ta trở nên xa lạ với nhau. Sau này khi các bạn về Việt Nam, các bạn đi nhóm những hội thánh lớn, nhiều khi các bạn đi mấy tháng cũng không ai biết các bạn là. Thậm chí là người ta có thể biết các bạn, nhưng mà họ không biết cái anh này ở đâu đấy, gia đình ra sao, hoàn cảnh thì họ không biết gì cả. Bởi vì sao? Cái mối quan hệ giữa những thành viên với nhau quá yếu. Đây là một sự nói với các bạn này, người ta đứng vững hay không ấy, người ta duy trì cái mối quan hệ của hội thánh hay không là nó nằm ở cái chỗ này, cái mối thông công này, trò chuyện gắn kết khích lệ yên ủi. Nếu mà các cái thành viên trong hội thánh mà họ làm tốt cái này ấy, thì cái người trang bày ở đó rất là dễ. Còn nếu mà không là khó khăn vô cùng. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy từng cái hội thánh, cái vấn đề gây dựng lẫn nhau này, cái công tác này mạnh hay yếu, nó sẽ quyết định cái độ chắc của hội thánh. Cái chức năng tiếp theo là chức năng truyền giáo, tức là hướng ngoại, tức là hướng về những người chưa biết về Chúa ở xung quanh, mình chia sẻ phúc âm cho họ, và mình cũng có thể làm những cái công việc lành, tức là công tác xã hội đó, để cứu giúp. Nhưng qua đó mình cũng thể bày tỏ cái lòng nhân từ sự thương xót của Chúa. Nên có ba cái chức năng các bạn, thờ phượng là hướng thượng, gây dựng lẫn nhau đó là hướng nội, và truyền giáo tức là hướng ngoại. Và các bạn lưu ý nha, cái chức năng thì giống nhau, hội thánh nào cũng như hội thánh nào, nhưng mà cái phương pháp mà để thực hiện ấy thì nó lại luôn thay đổi. Tại làm sao? Bởi vì cái thành phần ở trong hội thánh nó khác nhau. Các bạn hiểu không? Như lúc nãy mình sẽ nói là bởi vì hội thánh trẻ đó thì cái thờ phượng của nó khác. Còn hội thánh của người lớn tuổi hoặc ở nông thôn ấy thì họ thờ phượng phải khác. Không thể, cái phương pháp mà thực hiện á là nó khác nhau. Nhưng mà cái chức năng á, hướng thượng, hướng nội và hướng ngoại á, là giống nhau, hội thánh nào cũng như hội thánh nào. Cho nên là
các bạn phải hiểu điều này. Và sau này đó, khi các bạn bước vào trong cái việc mà hướng dẫn hội thánh, dù là gia đình của các bạn hay là một cái nhóm bạn bè nào đồng nghiệp nào đó, thì các bạn cần phải hiểu được cái sự khác biệt này. Tức là chức năng á là của hội thánh không có khác nhau, nhưng mà cái phương pháp để thực hiện là khác nhau. Ngay cả trong sự thờ phượng thôi, mà nếu các bạn đọc Kinh Thánh đó, các bạn sẽ thấy ngày xưa đó, khi thờ phượng một cái thời của Môi-se đó là không có chuyện hát. Các bạn đọc các sách Ê-dô-tô ký rồi Dân Số ký vân vân là không có thấy hát. Nhưng mà qua tới thời David đó, là bắt đầu mấy ông thầy tế lễ mới bắt đầu lập bằng hát rồi ra rồi mới hát rồi mới dùng chọc chỗ các thứ. Thì tại sao như vậy? Bởi vì hai cái thời kỳ là khác nhau. Một cái thời kỳ là đang đi lang thang ở trong sa mạc, và một cái thời kỳ là đã ổn định rồi. Cho nên có nhiều người là cứ nghĩ là cái gì của người ta đó là coi như là chuẩn men, cho nên bắt buộc phải thực hiện rồi. Là từ cái chuyện là thổi còi, thổi kèn, cho nên là tất thể. Và thậm chí có cái hội thánh bây giờ ở Union Lai mình ấy, họ tới cực đoan tới độ là tất cả các loại đàn là cấm hết, chỉ xài đúng mỗi cái đàn hạt đó thôi. Tức là cái đàn hồi xưa mà ông đã biết mà cầm à, bây giờ là guitar hay keyboard thì dẹt hết, không có được hát nhạc thấy, chỉ có mỗi cái cầm ngăn ngửa này là, bởi vì họ nghĩ là đó mới thấy. Ví dụ như nhiều cái hội thánh Việt Nam chúng ta bây giờ đó, thì lại đem cái nhập vào cái chuyện mà múa cờ chẳng hạn, họ cứ nghĩ đó là thấy. Không, thực ra nó chỉ là văn hóa thôi. Bởi vì sao? Nếu mà soi mình thấy không có cái chỗ nào mà múa cờ là đúng không? Thực ra múa cờ là một số cái quốc gia, ví dụ như các bạn thấy ở Malaysia này, người ta không có dùng thập tự nhiều, nhưng mà người ta dùng cờ là rất là nhiều. Đó là văn hóa. Cho nên chúng ta cần phải hiểu nó phụ thuộc vào cái văn hóa cũng như là cái dân tộc tính, tức là cái độ tuổi. Phương pháp thực hiện á là luôn thay đổi, nó khác nhau, phụ thuộc vào cái thành phần ở trong hội thánh đó. Nhưng mà cái chức năng á là không có thay đổi. Rồi chúng ta đi tiếp hình ảnh về hội thánh ở trong Kinh Thánh. Ở đây có nhiều cái hình ảnh trong Kinh Thánh lắm, nhưng mà mình chọn ba điều để nó phù hợp với cái nhu cầu hiện tại và cái thực tiễn hiện tại của chúng ta. Thứ nhất đó là hội thánh được gọi là dân của Đức Chúa Trời. Chị Hà đọc giùm thầy Cô-rinh-tô 6:16. Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Vâng. Tin đọc cho thầy episode 5:5-7. Đấng Christ đã yêu hội thánh, trả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Vâng, cái câu hình ảnh này là dùng hình ảnh của Chúa Giêsu với hội thánh, giống như là chồng với vợ ấy. Nhưng khi Kinh Thánh nói rằng là hội thánh là dân sự Chúa hay là bầy chiên của đồng lõa Chúa đó, thứ nhất là đang nói về cái đặc tính gì, về cái việc nên thánh của chúng ta. Khi mà hội thánh thuộc riêng về Chúa, chúng ta biết cái từ nên thánh rồi đúng không? Amen. Nên thánh tức là riêng ra cho Chúa. Cho nên khi mà nói tới chuyện chúng ta hay là hội thánh là dân của Chúa đó, thì đang nhấn mạnh tới cái khía cạnh là thánh. Nhớ, thánh ở đây không có nghĩa là toàn hảo. Bởi vì như lúc đầu tôi nói là trong hội thánh còn có người này người kia đúng không? Nhưng mà thánh ở đây có nghĩa là đã được hàng, đã order, tức là hàng đã được đặt sẵn rồi, hàng đã có người đặt, hàng đã có người mua rồi. Mặc dù nó chưa hoàn chỉnh nhưng mà hàng đã được order. Thánh ở đây có nghĩa là mình đã được biệt riêng ra cho Chúa. Cho nên khi tôi và mỗi một anh chị em mà gọi là mình đi hội thánh thì hãy cẩn trọng, là nhiều khi mình nghĩ cái việc mình đi nhà thờ, nhưng mà khi mình thuộc về hội thánh á, tức là mình thuộc về dân sự Chúa á, thì lúc đó các bạn cần phải ý thức gì? Mình là gái có chồng, nó theo cái ngôn ngữ của mình như vậy, tức là mình thuộc về Chúa rồi, mình không có quyền lén phép với anh nào khác nữa.
cái đó là cái rất là đặc biệt. Cho nên á, nhiều khi tôi và các bạn không có nắm biết cái ý này rõ ràng, cho nên mình không có tập chú vào phục chính Chúa. Nhiều khi mình còn lăng tăng chỗ này chỗ kia, mình không có xem thật sự, mình không có ý thức rõ là mình là dân thuộc riêng về Chúa. Mình không có ý thức được, mình không có ý thức là mình là cái phần để dành. Mình không ý thức được mà mình là cái phần mà để thuộc riêng của Chúa. Không có ai có quyền gì đụng gì tới mình. Nhiều khi mình chỉ muốn cái đó nó chỉ ở cái khía cạnh là Chúa bảo vệ mình thôi. Các bạn hiểu không? Tức là mình vì mình là thuộc riêng về Chúa, cho nên mình được Chúa bảo vệ một cách đặc biệt, rồi mình được Chúa gìn giữ, mình được Chúa ban phước vân vân. Nhưng mà mình quên mất một cái khía cạnh khác, là cái khía cạnh là mình thuộc riêng về Chúa đó, thì mình phải bày tỏ viên diện Chúa, tức là người ta nhìn mình, người ta có thể nhận ra Chúa. Cho nên khi mà chúng ta học biết về hội thánh và dân của Chúa đó, thì các bạn cần phải ý thức một cách rất đặc biệt. Mình là người thuộc riêng về Chúa. Khi các bạn đọc trong sách của ước, các bạn thấy dân Israel đó, đó là cái hình bóng cho chúng ta ngày hôm nay. Họ được Chúa chọn riêng ra để làm thành tế lễ, làm một cái nước thành tế lễ. Tức là ai nhìn vào để có thể nhận biết Chúa là quan. Xin Chúa cho mỗi một người trong các bạn ý thức được điều này. Và ý thức được rằng nếu các bạn là người đầu tiên ở trong gia đình mà tin thờ Chúa đó, thì các bạn ý thức gì? Mình có cái trách nhiệm để phản chiếu vinh quang Chúa ra cho gia tộc của mình. Thứ hai, cái hình ảnh thứ hai, và có thể nói là đây là cái hình ảnh mà rõ nét nhất, mà nhấn mạnh nhất, đó là thân thể của Đấng Christ. Hội thánh được xem là thân thể của Đấng Christ. Huyền đọc trên đây Ephesos đoạn 1 câu 22 và 23. Ngài đã đặt vật vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Ok, giờ chúng đọc trong này Cô Linh Tô Nhất đoạn 12 câu 27. Anh em là thân của Đấng Christ và mỗi cá nhân là một chi thể. Amen. Khi mà nói là hội thánh là thân thể của Đấng Christ là đang nói về gì các bạn biết không? Đang nói về cái sự liên lạc giữa các cái chi thể ở trong thân. Đây chính là lý do mà chúng ta không thể là nằm ở nhà mà xem live stream mà sống được. Ngày hôm nay thì phương tiện truyền thông nó quá hiện đại rồi. Cho nên có nhiều người là không cần phải đi nhà thờ nào, không cần phải đến hội thánh nào, mà vẫn nghe lời Chúa thường xuyên. Và họ nghĩ rằng là gì? Chỉ cần nghe lời Chúa, dù làm theo lời Chúa là đủ. Còn nhiều khi mình cũng có cám dỗ đó đúng không? Nhiều khi mình thấy như thế, nhưng mà các bạn lưu ý lúc này. Khi mà Chúa dùng cái hình ảnh là hội thánh là thân thể đó, thì các bạn tưởng tượng điều này nhé. Bây giờ kỹ thuật y khoa nó rất là tiến bộ, mình có thể cắt cái đứt ngón tay này là mình ướp nó vẫn sống mãi được không? Tức là mình cái kỹ thuật của nó ướp xác cái nó vẫn tươi như thường ấy, đúng không? Nhưng mà nếu nó được không, nếu nó không gắn vào thân thể này thì cái ngón này là chết hay sống? Chết. Tôi muốn nói với những anh chị em nào đang xem live stream và cũng có cái ý tưởng rằng là mình không cần phải thuộc về hội thánh nào, mình chỉ cần là trung tín xem các cái bài giảng của các mục sư hay là các cái bài học. Tôi nói với anh chị em là thuộc cái loại ngón tay hay là cái phần chi thể mà đang được ớt phọc môn thôi, tưởng là đang sống nhưng mà thực ra là chết. Lo nhanh chóng mà gắn vào với một cái hội thánh nào đó, nếu không là anh chị em đang tự lừa dối mình, không có sự sống thật ở đó đâu. Bởi vì khi Chúa thiết lập hội thánh á, cái lý do mà Chúa thiết lập hội thánh ở trên đất này ấy, đó là để truyền giáo. Còn cái lý do mà Chúa để hội thánh trong cái ở dạng thức là một cộng đồng ấy, là để các cái thành viên gây dựng lẫn nhau. Tôi và anh chị em là có thể trực tiếp với Chúa, vâng, nhưng mà chúng ta cũng cần những con người khác để yên ủi, để gây dựng và khích lệ. Các bạn nhớ lại những cái lời chứng rất là thực sự trong hội thánh của mình, đúng không? Có những cái lời chứng mà mình thấy không có gì đó nhưng mà lại được khích lệ, thì chính những cái điều tưởng như đơn sơ đó nó khích lệ và nó đồng đỡ lẫn nhau. Cho nên khi mà một người mà nó là không cần thuộc về hội thánh nào thì đó là sự lừa dối,
cách đây một thời gian có một số anh chị em khuyến cáo ở trên mạng là coi như thành lập hội thánh online. Một sư nói đúng là một cái sự tưởng như tốt nhưng mà kỳ thực là không tốt gì. Các bạn có thể nghe những cái bài giảng của các mục sư đầy ơn ở trên thế giới, nhưng mà các bạn phải thuộc về một hội thánh địa phương nào đó. Tại sao? Bởi vì chỉ có trong hội thánh địa phương đó các bạn mới thật sự là sống. Nó không chỉ là các bạn nhận cái sức sống từ nơi cái thân thể, mà cái chi thể mà muốn nó sống thật sự là nó phải hoạt động. Các bạn hiểu không ạ? Nếu mà không gắn kết vào với một hội thánh địa phương nào là các bạn không có phục vụ, tức là các bạn không có cử động, một cái chi thể nào mà nó không có hoạt động là nó sẽ gì, teo dần đi và sống cũng như chết. Cho nên khi mà một cái chi thể đó, như lúc nãy tôi nói với anh chị em, trong hội thánh thường có hai cái thành phần, một cái thành phần là giống như là thập phương bá thấy, còn cái thành phần thứ hai là thành phần cam kết, thì cái thành phần cam kết đó mới lớn lên được. Tại sao? Khi chúng ta phục vụ, dù các bạn phục vụ một cách rất là nhỏ, chỉ là mời người hay là tiếp tân hay là thăm quyến hay cái gì đó, nhưng mà khi các bạn phục vụ ấy, thì các bạn có cái cơ hội cọ sát. Khi các bạn phục vụ ấy, thì những cái gì mà các bạn học nó lời Chúa, các bạn mới có cơ hội thực tập, các bạn mới có cái cơ hội cọ sát, các bạn mới cứng cáp được. Còn không, các bạn chỉ có mỗi cái đầu họ. Có rất là nhiều người ngày hôm nay biết chuyện nãy nhiều lắm mà chả làm được cái gì hết. Họ không làm gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có cam kết. Họ không có cam kết. Thì tôi nhớ cách đây nhiều năm, khi chúng tôi phát triển hội thánh, hội thánh từ Sài Gòn và lan về các cái vùng miền Tây Nam Bộ, thì cái thời kỳ đầu thì hội thánh phát triển quá nhanh mà chỉ có một mình, cho nên là tôi cử một số anh em rất là trẻ, họ đi về các nơi để học giảng. Thì tôi chia cái lớp nhân sự ra ba thành phần. Thành phần thứ nhất là những người mà khá nhất ấy, có bốn người, thì tôi chỉ soạn bài giảng, tôi chỉ ghi 1, 2, 3, 5 mã thôi, và họ tự trên cái căn cứ trên cái đột nguyên thánh đó họ tự soạn ra. Thành phần thứ hai là tôi có ghi là 1, 2, 3, 5 mã, trong đó có A lớn, B lớn, rồi họ phải soạn ra. Còn thành phần thứ ba là tôi ghi đầy đủ, tức là soạn tôi nói gì tôi biết là đầy đủ, cứ cầm đó mà đi. Cái thành phần thứ nhất với cái thành phần thứ hai đó, bởi vì mặc dù là họ cũng khá khá rồi, nhưng mà họ đâu có thể mà tốt được, bởi vì họ rất là mới, có người tin Chúa mới chưa được năm mà tôi đã cho phép họ chia sẻ. Thì có một cái hội thánh ở miền Tây họ mới phản ánh về trên tổng hội, tức là ông mục sư trưởng ấy. Ông mục sư trưởng kêu tôi lên, ông nói anh xem lại đi, những cái người mà anh sai về cái hội thánh đó mà họ không có giảng được. Họ nói anh em với đó phản ánh là chỉ có một mình anh là giảng được thôi, còn những người khác là họ không giảng. Tôi mới nói à, họ nói đúng. Ông nói thì đúng thì anh phải đi xem lại, đi xem thế nào. Bây giờ mười mấy cái hội thánh này mà những cái đứa này nó không đi giảng thì ở đâu ra người mà giảng. Sau đó tôi xuống người họp với lại anh em với hội thánh, tôi nói tôi có nghe quý vị phản ánh về tổng hội, đúng là những điều quý vị phản ánh là chắc là đúng hết. Những cái anh em đó họ mới tin Chúa mà, có nhiều người họ tin Chúa còn ít ngày tháng hơn là quý vị đang ở đây. Nhưng mà cái điều những người đó họ có là gì? Tấm lòng. Họ sẵn sàng đi ra phục vụ những gì mà họ có. Cho nên là hãy đón tiếp họ bằng cái lòng, chứ đừng có đón tiếp họ bằng cái đầu. Và bây giờ tất cả những cái người mà ngày đó của tôi, bây giờ tất cả đều là mục sư, có mấy vậy là tiến sĩ, đang học tiến sĩ, lớn hơn thầy nhiều lần. Tôi nói với anh chị em, chỉ có những anh em nào mà họ cam kết cho họ bắt đầu họ dựng phần trong cái công việc, trong các cái hội thánh, thì họ mới lớn lên. Amen. Họ mới cứng cáp được. Cho nên hội thánh khi nói về thân thể đó là đang nói về cái chuyện là quan tâm lẫn nhau hay là liên kết lẫn nhau. Nếu mà các bạn mà không có liên kết với nhau, tức là không kết với sống với anh em á, cách là rất lớn. Nhiều các bạn có thuộc tiếng nói lòng lầu, dù cùng nghèo các bạn cũng nghe nhưng các bạn đủ chuyện. Ngày mai chủ nhật thì chúng ta sẽ có cái bài giảng nó liên quan tới chuyện đó,
Cho nên là khi mà nói là hội thánh là thân thể đó, là nó nói về cái mối liên hệ giữa những thành viên trong hội thánh với nhau. Cho nên tôi khích lệ tất cả những anh em, đặc biệt là các bạn trẻ đang sống ở các thành phố đó, các bạn rất là dễ cám dỗ là mình không thuộc về một hội thánh nào. Nhưng mà tôi nói nếu các bạn muốn lớn lên ở trong Chúa, nếu các bạn muốn trở thành người trưởng thành ở trong Chúa, trở thành những môn đồ của Chúa, các bạn phải gắn bó với một hội thánh địa phương, phải gắn bó với một hội thánh địa phương. Có thể các bạn chê cái hội thánh mà nơi các bạn gần nhất, các bạn là cái hội thánh đó thế này thế kia, nhưng mà vì chính vì thế này thế kia đó, nên Chúa cần các bạn ở đó để dự phòng vào đó và để phát triển cái ân tứ mà Chúa cho các bạn để làm cho cái hội thánh nó trở nên vững bền. Đừng có chạy đi tìm hội thánh trọn vẹn, bởi vì không có cái hội thánh mà trọn vẹn đâu. Có điều là các bạn lần đầu các bạn mới tới thì các bạn thấy nó hay hay thế thôi, chứ rồi ở lâu ngày thì các bạn sẽ thấy được có những cái điểm này điểm kia trong hội thánh đó, bởi vì hàng chưa xuất xưởng. Không có cái chuyện là perfect ở đó, không có cái chuyện mà hoàn hảo ở đó đâu. Nhưng mà có thể Chúa cho các bạn thấy cái chỗ nào không hoàn hảo ở tại cái hội thánh đó, là có thể Chúa muốn dùng các bạn đứng vào cái chỗ sức mạnh. Cho nên tôi khích lệ tất cả các bạn, những người mà có cơ hội học biết nhiều điều, những người có cái talent về thờ phượng hay bất cứ một công việc gì, hãy gắn bó với một cái hội thánh địa phương và làm cho công việc phát triển lên. Đó là hình ảnh gọi thánh. Và khi đó đó, các bạn mới kinh nghiệm cái sự sống thật từ nơi Chúa, từ cái hội thánh nó qua mình. Đừng có dèm chê, dèm biểu gì đó. Các bạn có cái ân tứ nào, hãy dự phần vào trong đó. Có thể ban đầu các bạn thấy nó không là gì hết, cái việc mình dự phần nó nhỏ. Nhưng mà đó là cơ hội để cho các bạn có cái điểm cọ sát. Các bạn mới cứng cáp và đức tin các bạn mới lớn lên. Và khi các bạn mà tham gia công việc, giống như các bạn đi làm, các bạn mới bắt đầu thấy đói. Các bạn mà không làm công việc Chúa, các bạn không có ham thích lời Chúa đâu. Bởi vì các bạn đâu thấy cần, đúng không? Giờ tiếp theo, một cái hình ảnh nữa về hội thánh Chúa đó là đền thờ của Đức Thánh Linh. Tuấn đọc cho thầy Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, câu 16 đến câu 17. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Amen. Yeah. Mình đọc như này, Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, 19, 20. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Amen. Khi cái hình ảnh mà đền thờ của Chúa hay là đền thờ của Thánh Linh, thì ở đây đang nhấn mạnh tới cái khía cạnh là thờ phượng Chúa. Đang nhấn mạnh tới khía cạnh thờ phượng Chúa. Mà cái cốt lõi của cái chữ thờ phượng Chúa là gì các bạn? Đó là đề cao hay là tôn cao Chúa. Nhiều khi mình nghĩ là thờ phượng Chúa là hát. Vâng, hát cũng là một cái việc thờ phượng Chúa, nhưng mà nó không phải là tất cả. Nhiều khi chúng ta hát nhưng mà không có thờ phượng Chúa, có nghĩa là mình không có đề cao Chúa thì đâu có thờ phượng, đúng không? Có những bài hát chúng ta hát rất hay, có những cái hoạt động rất là tốt, nhưng mà mình thấy dường như Chúa không có được tôn cao. Tối hôm qua khi chúng ta cầu nguyện với thấy mẹ đó, có một cái anh phải nói là nhạc sĩ đó, nhạc công chơi rất là tốt táo, phải cái thứ hát giọng tuyệt vời, nhưng mà anh hướng dẫn ai cũng cảm nhận là hay thì thật là hay, nhưng mà nó cái ngào ấy, nó không có cái sự hiện diện của Chúa. Mà sau đó thì cái anh bình thường anh đánh đàn anh lên, anh đó thì đánh không có hay gì đâu, hay tức là so với mình đây thì hay rồi, nhưng mà bình thường lắm. Nhưng mà ai cũng đồng hồ sách cũng cảm nhận là, ngay cả anh tin nhà mình cũng phân biệt được là anh nói là con cảm nhận có cái gì đó nó khác ấy, tức là có cái sự hiện diện ấy. Thì nhiều khi ấy, tôi nói với các bạn, nhiều khi ấy, chúng ta có thể là hát nhưng mà mình cũng có tôn cao chứ. Có thể cả hội thánh hát tha thiết hát suốt mới nhưng mà không có tôn cao chứ. Cho nên cái hành động thờ phượng là gì? Dù đó là hát, dù đó là cầu nguyện, dù đó là dâng hiến hay là làm bất cứ cái gì,
Nhưng mà nếu nó không tôn cao Chúa, nếu không đề cao Chúa, nếu không làm cho người ta thấy Chúa, thì cũng không phải là thờ phụng Chúa. Cái mình để ý đó là làm chứng. Thường thường ấy, trong các hội thánh mà cái dòng của Mùng Tháng Tư thì thường có cái giờ làm chứng, tức là kể lại những ơn phước Chúa. Nhưng mà hãy để ý, có người họ làm chứng là họ đề cao Chúa, nhưng mà có người họ làm chứng không có đề cao Chúa. Kể à, tôi làm này, tôi làm kia, tôi làm nọ, tôi làm họ có là cảm ơn Chúa, nhưng mà kỳ thật là gì? Tôi chứ không có Chúa. Cho nên có những cái việc mà mình làm tưởng. Nên khi mà nói tới cái đền thờ của Đức Thánh Linh ở đây ý, là chúng ta đang nhấn mạnh tới cái chỗ là đề cao Chúa. Tức là mình làm sao mà người ta có thể thấy Chúa. Xin Chúa cho tôi và anh em mỗi một ngày ý thức được điều này. Khi nói hội thánh là những con người là mình ở trong đó, tức là mình là một cái đối tượng được Chúa chọn để làm gì? Để đề cao Chúa. Chính vì cái đó đó, nếu mà các bạn ý thức được cái việc mà Chúa chọn mình để thờ phụng Chúa, tức là để đề cao Chúa đó, thì từ cái cách nói này, cách làm này, cách sống này, nó sẽ tôn cao Chúa. Tối ngày mai chúng ta sẽ có cái bài diễn mà các bạn sẽ muốn nói để các bạn hiểu. Khi ma quỷ mà nó có thể làm, nó sẽ có thể khiến cho tôi và anh chị em sống giống như người đời, hoặc là tệ hơn người đời, thì nó đã thành công vì thế gian này, người thế gian mà xung quanh nó không bao giờ mà tin Chúa. Khi mà ma quỷ nó có thể làm cho tôi và anh chị em cũng thủ đoạn giống như người đời, thì tôi nói với anh chị em, không có ai họ muốn tin thờ Chúa của mình nữa đâu. Tại sao? Bởi vì Chúa chọn tôi và anh chị em làm mũi của thế giới, làm ánh sáng của thế giới. Chỉ một mũi của đất này, đất là thế giới này, chứ không phải là đất này các bạn. Mà nếu như mình mất chắc, tức là mình, nếu mà mình giống như người đời thì mình đâu có gì đâu tôn cầu Chúa. Cho nên là tôi nói với anh chị em, dù mình có mở miệng nói về Chúa hay không, thì người ta, những cái người mà bạn bè của mình xung quanh, bà con làng xóm xung quanh, đồng nghiệp của mình, họ vẫn nhìn thấy Chúa qua cái hình ảnh của mình. Nếu là cái mình là một cái tấm gương nó xài dây, nó phản chiếu đúng hình ảnh của Chúa thì tuyệt vời. Còn nếu mà cái gương này là mình đây này mà nó nhòe ấy, thì người ta sẽ nhìn thấy Chúa một cách méo mó. Cái các bạn có khi nào mà nhìn thấy cái loại gương mà người ta tráng thủy phía sau mà nó không có đúng không? Tức là người ta nhìn cái mặt mình nó không đúng như thế. Thì cái vấn đề là tôi và anh chị em sẽ sống như thế nào? Hội thánh của Chúa sẽ sống như thế nào? Để ở ngoài đó khi họ nhìn vào, họ nhìn thấy Chúa rõ nhất. Họ nhìn thấy Chúa rõ nhất. Còn nếu không ấy, là chúng ta làm chứng mà làm chứng ngược lại, tức là làm chứng xấu về Chúa chứ không phải làm chứng tội. Cái chuyện mà tôi và anh em đi nhà thờ, cái chuyện tôi và anh em đi lễ, hay là trong nhà mình cầu kinh hay cầu nguyện, thì nó không có ý nghĩa. Nếu mà người ta nhìn thấy mình mà không khác gì người ta hoặc là kém hơn người ta, thì lúc đó là họ nhìn thấy Chúa một cách méo mó, giống như người ta xem tranh mà biết họa. Có rất là nhiều khi cách sống của tôi và anh chị em không là làm chứng tốt để người ta tin Chúa. Xin Chúa giúp tôi và anh chị em thấy được điều này. Bởi vì khi mà Chúa đặt để mình ấy, là để làm gì? Để người ta nhìn vào cái đời sống của mình, để người ta có thể ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Nói về đền thờ của Thánh Linh thì nói về cái công việc là thờ phụng Chúa. Chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối cùng của bài học hôm nay, đó là các cái hình thức tổ chức của hội thánh. Thì bởi vì các bạn ở đây không có cái cơ hội để tiếp xúc với điều này, cho nên là mục sư sẽ đi lướt thôi. Trong hội thánh á, thì nó có ba cái hình thức tổ chức. Mặc dù như lúc đầu giờ á, mục sư nói rằng là
Hội Thánh ấy là những con người chứ không phải là cơ cấu tổ chức. Dầu vậy, Hội Thánh vẫn có cơ cấu. Giống như là khi anh Huy đi xây nhà, thì cái nhà đang xây thì bao giờ nó cũng có là cái giàn giáo xung quanh, đúng không? Không có cái xây kiểu nhà gì nữa, trừ cái nhà cấp 4 thì may ra có thể không, nhưng mà nhà lớn là phải có cái giàn giáo xung quanh. Thế thì tùy theo cái loại nhà mà cái giàn giáo đó nó có thể khác nhau. Không ai nói là không cần cái giàn giáo cả, đúng không ạ? Thế thì có ba loại cái bệnh cần biết lúc thôi, không cần biết nhiều. Là thứ nhất là gọi là cái thể chế giám mục, và thể chế giám mục hoặc là gọi là giám mục chế. Đây là cái thể chế mà giáo hội Công giáo đang có, tức là có một người đứng đầu. Rồi bên dưới nó có cái cấp bậc, cái người đứng đầu đó là sẽ lãnh đạo từ đấy, từ đây xuống dưới. Đó gọi là giám mục chế, cái vị đó gọi là cái vị giám mục, hay là bên Công giáo thì gọi là giáo hoàng. Thì đó là đứng đầu một người. Cái cơ cấu thứ hai, cái cơ cấu tổ chức thứ hai đó là trưởng lão chế, hay là hình thức là cái thể chế trưởng lão. Thì lúc nãy là một người đúng không, bây giờ thì có một cái nhóm đại biểu, tức là cử ra một nhóm người, thì cái lãnh đạo mà lãnh đạo tập thể, nhưng mà một nhóm người. Ví dụ như là mình thì mình cử là 5 người, thì 5 người đó, cái ban đó là họ sẽ lãnh đạo với nhau, tức là cái trong ban đó họ sẽ quyết định tất cả mọi cái công việc của cả một hội thánh. Như thế đó là gọi là trưởng lão chế hoặc là thể chế trưởng lão. Còn cái loại thứ ba gọi là hội chúng chế, hay là cái thể chế hội chúng ấy, là nó gần giống như tất cả chúng ta đang có ở đây, đó là hội thánh quyết định, tức là tập thể nó quyết định. Ví dụ như là tập thể quyết định đưa ra cái điều này điều kia, tức là hội thánh nó họ quyết định tất cả rồi, cái ban điều hành á hay là cái ban trị sự đó là chỉ thi hành cái quyết định của cái tập thể đó mà thôi. Riêng ở Việt Nam, khi các bạn về Việt Nam trong hội thánh Tư Gia, mặc dù thì hội thánh Tư Gia họ không có nhìn nhận điều này, nhưng phần lớn các hội thánh Tư Gia thì đều sử dụng cái thể chế là giám mục chế. Tức là ông mục sư ông biết rồi, không có ai bệnh bệnh thì ông mục sư đó là quyết định. Cái bệnh lưu ý này là khi các bệnh về Việt Nam, các bệnh sinh hoạt với các hội thánh Tư Gia, mặc dù là họ có thể họ không nhìn nhận họ là giáo mục chế, nhưng cái quyết định tất cả của hội thánh ấy là do cái người đứng đầu đó quyết định. Cái bệnh chỉ cần lưu ý như vậy để các bạn thấy, cho nên không có gì quá xấu đúng không? Thế nó ngồi sau một cái uống tự uống làm mấy cũng không hỏi ai, không có bền cái gì. Thì điều đó với lại bên giáo hội Công giáo là gần giống nhau, mức độ thì nó lớn hơn, thì tùy theo cái hội thánh nó nhỏ nó lớn, nhưng mà cái hình thức là giống y như nhau. Giờ quay trở lại như lúc nãy em sẽ nói về cái cơ cấu tổ chức ấy, nó là cái giàn giáo. Mà cái giàn giáo thì sao, khi mà mình xây lên tới tầng cây là mình có cần để giàn giáo giống như cái lúc mới xây thôi Duy? Không đúng không? Mình phải thay đổi. Thế nhưng mà cái nguy là như thế này, cái nguy là thế này các bạn. Khi hội thánh phát triển càng lên á, thì lại cái cơ cấu tổ chức này lại không thay đổi. Nếu các bạn thấy một điều nhé, khi một cái nhà mình xây lên mà cái cơ cấu tổ chức mình không thay đổi á, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ ngăn cản rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Nó sẽ ngăn cản rất là nhiều. Nhưng mà tiếc thay, các hội thánh ngày hôm nay thì cứ dập khuôn một cái mà không bao giờ thay đổi. Ví dụ như mới ban đầu thiết lập hội thánh có chừng chục người ấy, vẫn là cái đó. Lớn hơn thì chỉ thêm ra thôi, chỉ thêm ban bệ ra thôi, chứ cái không có thay đổi. Cho nên nhiều khi chính cái cơ cấu này, cái cơ cấu tổ chức ấy, nó ngăn cản sự phát triển của hội thánh mà người ta không biết. Nên tôi muốn nói với các đại tá của Chúa, có vị nào đang xem live stream, quý vị nên suy nghĩ về điều này. Cái câu tổ chức nó chỉ là một cái giàn giáo đang khi chúng ta xây dựng hội thánh, và nó phải thay đổi
cho nó phù hợp với cái tầm mức của cái phòng thánh, tức là cái ngôi nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta xây lên. Nếu không thì nó không phải là cái sự giúp đỡ mà nó sẽ trở là sự cản trở, ngăn cản cái sự phát triển phải tăng trưởng nhiều hơn. Xin Chúa ban cho mỗi một chúng ta nhạy bén trong cái điều này và làm thầy cái công việc của Đức Chúa Trời muốn cho mình. Nên buổi tối hôm nay đấy, bài học này nó chỉ tập trung vào những điều rất là căn bản, nó không nặng về phần nào. Hồi thánh là những con người, cho nên khi tôi và các bạn muốn xây dựng thánh của Chúa đó, thì mình tập trung vào xây dựng những con người, chứ không phải là xây dựng cái gì nhà thờ, cũng không phải là xây dựng những cơ cấu tổ chức, mặc dù cái nhà thờ cần không? Cần. Mặc dù cái cơ cấu tổ chức cần không? Cần. Nhưng mà nếu mà chúng ta chú trọng vào điều đó là mình đã chú trọng sai mục tiêu. Chức năng của hội thánh là thờ phượng, là gây dựng, là truyền giáo, là không thay đổi, nhưng cái phương pháp để thực hiện là luôn thay đổi. Cơ cấu tổ chức cũng vậy, nó phải thay đổi cho nó phù hợp với cái tốc độ hay là cái mức độ phát triển của hội thánh. Khi Chúa nói hội thánh là dân của Chúa là đang nói về cái sự thánh khiết hay là sự biến thiên và chân Chúa Trời. Khi nói về thân thể của Đấng Christ là đang nói về cái sự hiệp thông là thông công giữa các thành viên với nhau. Và khi nói về đền thánh là nói về sự thờ phượng Chúa. Xin Chúa làm ơn để tôi và các bạn luôn trở thành những người là cam kết sống vì Chúa. Và chỉ khi nào tôi và anh chị em là những thành viên cam kết sống vì Chúa đó, thì lúc đó tôi và anh chị em mới có cơ hội cọ sát, tôi và anh chị em mới có cơ hội cứng cáp và trở thành những môn đồ của Chúa để thờ phượng. Chúng ta cùng đến với Chúa trong cầu nguyện.